Vâng, ở chợ Sơn Tây chúng tôi vội vàng về nhà để nhận một cây đơn. Các anh ship hàng đến. Thế này là dỡ ra lấy mấy hàn cắt lại để ra được bao nhiêu sắt rồi đấy? Em cứ để đây đã, để chỗ này đây, anh ra đây lấy cho em lấy sao đây cả. Rồi. Phá luôn đây à? Phá luôn đi. Thực ra là em nói với thầy là em rất thích bóc tem. Anh bị cái đồ vật về hay là cái gì phải bóc tem em thường. Cái này là cây cam phát. Cây cam phát. Vâng, vàng phát. À, màu màu vàng pháp à? Vàng pháp à? À, ui trời ơi. Tuyệt vời quá. Nó ở Pháp gửi sao ấy. Quan trọng là cái tên tên Pháp ấy. Nó ở Pháp. Bởi bằng xe đấy không? Bằng xe. Bởi bằng xe đấy. Mắt cho em, mắt em cùng nhá. Mắt em đấy. Đây, mấy ơi, con ra con luôn ơi. Đâu, cho con mượn con ra con luôn ơi. Làm rất an toàn nhỉ. Rất an toàn. Đấy, nó là vô giá. Đấy, đang nói. Không, nó là 24 là được rồi. Không 18 là 24 được. Có thằng nó bảo 45 mới được nhỉ? Được. Ồ, cái màu vàng đẹp ghê đấy ạ. Cái này vàng đẹp. Màu vàng đẹp quá. Cái này hoa đẹp ấy. Bỏ ra đồng tiền đúng là xứng đáng. Thích vàng mà thầy ạ. Đây cây này là cây vàng. Đây chính là cây vàng đấy. Chứ cần gì phải lên tận Bắc Cạn mới có cây vàng. Không, nó có phải vàng, vàng. Ở đây ngắm cây vàng có đây, hoa đẹp rồi đấy, phải nói khá đẹp. Gọi là vàng Pháp à? Vâng, vàng Pháp. Tên độc đáo thế nhỉ? Chứ không phải vàng ở Việt Nam mà lại vàng Pháp. Vâng, thôi ấy chọc vào đầu nhá. Vào đầu con này hai cái cắt đây này. Mày ngồi hẳn ra ngoài mà cắt. Đấy được rồi, anh cắt bên này rồi đấy. Cắt được. Anh cắt rồi. Đấy thì bên mày mới xong nữa. Em toàn sơ dừa hết đấy. Dừa dừa nó vừa nhẹ và giữ ẩm. Chứ nếu mà đất thì hai người cũng lại khiêng làm sao được. Đúng rồi, nó lắm thì được. Như cái kia mà bốn người hành nặng. Cái này nó rất sơ dừa, nó rất là dễ sấm. Nó giữ ẩm. Nó ẩm lâu. Cây này về đây là bao tiền hả sếp ơi? Cây này là cái tiền ship là 1.062.000. Coi là 1.1 triệu. Vâng, tiền ship. Tiền cây tiền công trở về đây. Vâng. của Viettel ấy. Đúng không? Là 1.1 triệu. Vâng, cây 27 triệu. Cây này là cái khung là người ta hàn, người ta đóng to. Để nó bảo đảm cái tán. Thì đang như là nó là giá cao hơn. 1.1 triệu cộng với cây mua là 27 à? 17 triệu. À 17 à, thì coi như là bữa trưa hôm nay nữa thành 20 đi rồi. Coi cây hôm nay là thành 20 triệu. Đúng không anh? Chỗ đâu đó.
thì ít nhất anh cũng đâu 3 triệu chứ này 17 mà 3 triệu được 17 cộng 1 triệu ship là 18, 2 triệu bữa trưa nay. Thì anh cũng phải múc nước đánh rửa cây gì, tưới cây gì, đúng rồi. Đẹp quá. Quả này, quả này. Có quả mà. Có quả à? Quả đấy, quả đấy ạ. Đâu? Đây thôi, ui được quả này. Quả đẹp không? Quả đơn này mới đẹp này. À đây, 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 đây. Đây, quả đây. Quả này, quả kia kìa. Dài quá, xài quả quá. Đây này, này, già đây này. Quả chín rồi đây này. Đây, chú cầm cho cái. Chín đây. Thôi nào. Em ơi, cho vào trong đi. Dũng kêu kêu ấy. Cục đỏ. Đưa dao đây, cầm đỏ. Mũ vào, đội mũ vào. 4 người đi. À, không, ca đứng ở dưới đây này. 4 người đấy. Nào. Nó không phải là đất, nhưng đất thì nặng nhưng mà sơi dừa nhẹ. Đất này nó là đất. Vâng, về đến đây là thành 20 triệu. 27 triệu cộng với 1 triệu tiền ship là 18. Anh em hỗ trợ. Đến lúc mà đặt trong vườn mình là 20 triệu. Ở đây là tập trung kho mẫu đơn của anh Chu Đoài Sơn Tây. À, đây là cây này hôm qua anh vừa mới nhập về đội này. Cái này là chiều tối hôm qua này nhập về đội đây. Cũng hàn khung rất cẩn thận. Hàng Mỹ cam. Đây là hàng Mỹ cam. Vâng. Quả thực là Chu Đoài đi sâu về dòng cây mẫu đơn ghê đấy. Chịu khó sưu tầm các dáng các loại cây độc lạ, độc đáo. Hôm qua là nhập về 3 cây. Mua đơn mà. Thì đây là cây thứ nhất này, lớn hơn này. Đây là cây nhỏ hơn này. Đấy, đây xem. Chưa tháo khung và đây là cây tiếp theo. Tím sen. Đỏ hương. Như cây này là màu gì? Cây này là cây vàng ạ. Cây vàng à? Vâng, bonsai em chưa dỡ. Vàng này, cây này là cây đỏ này. Cây này cũng là cây đỏ cờ. À, đỏ cờ. Vâng. Thế còn cây này là Mỹ cam. Mỹ cam. Còn cây vừa nhập đây là cây vừa nhập bên này đây là vàng Pháp. Vàng Pháp. Rồi. Thế còn cây nào nữa giới thiệu tiếp? Tím sen thôi ạ. Đây là cây tím sen. Đây đang bông đây. Vâng. À, đây đây đây. Bông đằng kia. Vâng. Đây này, tôi soi lên cái bông tím sen này cho các bác xem này, đây nhá. Đấy, bông tím sen đây. Vâng. Đây. Rồi. Cây này là cây cam Dubai. Còn đây là đỏ cờ rồi. Đây là đỏ hương. Đỏ hương. Vâng, đấy bông của nó. Còn kia là cam màu cam Dubai. Đây là màu cam Dubai. Vâng, đâu xem nào. Đây. Nó vừa rồi nó đỏ ối cả cây luôn. Đây là cam Dubai. Rồi. Đấy. Đây là hàng màu này màu hồng à? Vâng, Mỹ hồng. Mỹ hồng à? Vâng. Ôi giời, màu đẹp quá nhỉ. Màu như người con gái, đẹp vâng, quá. Vâng, mà lại thơm thôi ạ. À, có hương. Vâng. Tuyệt vời. Còn đây là cam của áo. Đây là Mỹ hồng của nhà vua. Đây là cái gì? Vàng. Đây là hoàng bào à? Vâng, màu vàng bào của nhà vua. À, màu áo hoàng bào của vua chúa. Đây. À, có dễ đến hơn chục giống loài mẫu đơn đã được sưu tập về vườn Chu Đoài. À, cả cái thị xã Sơn Tây đang đồn Chu Đoài sưu tập bộ hoa mẫu đơn rất là phong phú, đứng nhất nhì thị xã Sơn Tây. Này nhìn xem cây mai chỉ thủy này được không? Cây này anh mua có bao nhiêu? 6 triệu thầy ạ. À? Vâng, cây này vừa mua 6 triệu à? Không, em mua năm 2 năm rồi mà năm nay là ra hoa. Thầy nhìn xem già chưa, gốc manh chưa? 6 triệu. 6 triệu. Về chơi này có phải phê không thầy? Ừ. Nhưng mà đem về nhà thì chơi đâu đây? Thì đấy, nhưng mà bây giờ mình chưa có điều kiện cho để đây. Mang về. Để đây thì người khác ngắm mất. Đúng. Nói chung là trong kho mẫu đơn của Chu Đoài tôi thấy còn nhiều lắm. Đi em ơi. Rất nhiều. Cực kỳ nhiều luôn. Đấy. À, một dịp nào đó Đỗ Sinh sẽ đăng tải để các bạn giao lưu. Hôm nay chỉ là mang tính chất quan sát chung. À, những cái bước từng bước một anh Chu Đoài nhập về rất nhiều dòng mẫu đơn và những cây mộc nữa. Để sâu phía trong kia là những cây mộc rồi. Đây, những cây mộc cũng đường kính cũng khá lớn đấy. Đây. Đấy. Nhiều lắm và hoa giấy nữa chứ. Ngoài dòng đơn ra, mộc ra thì mộc Chu Đoài có khoảng 15 cây to. 15 cây mộc to.
Đường kính cây to nhất là bao nhiêu? Là 13 phân. À, đường kính 13 phân. Vậy là vành 40 rồi. Vâng. Và cây túc này, cây túc rất đẹp nhé. Đấy, cuốn này mang tính chất là để anh em chúng ta cảm nhận được thôi. Bởi vì hôm nay nhân cái việc tôi đi chợ thị xã Sơn Tây thì tôi gặp chú Đoài có khoe là mời thầy về nhà em. Hôm nay em nhập một cái lô mẫu đơn. À, những cái dòng mẫu đơn mà rất hiếm gặp. Chứ không phải đơn thuần chỉ là những cây đơn chấn văn chấn yên bái đúng không anh? Vâng. À, đây là những dòng cây mà em có nhiều chủng loại phong phú, độc đáo hơn. Vâng. Vâng. Đấy, cảm ơn anh chủ đoại nhé. Vâng. Qua thiết phim này Đỗ Sinh cũng gửi đến các bạn cái hình ảnh chung thôi đã. Khi nào mà anh chủ đoại cho phép được lên sóng để giao lưu với anh em thì Đỗ Sinh sẽ chia sẻ. Đấy, anh em mà thích cùng cái đam mê với chủ đoại thì chúng ta đưa về chơi cùng nhau gặp gỡ. Vâng. Thế còn đây là cây này của anh à? Vâng, cây này là cây nhung ạ. Cây nhung. Vâng, đỏ nhung lá chung. Tổng số mẫu đơn mà tất cả các dòng loại khác nhau và lớn nhỏ khác nhau thì anh có đến bao nhiêu cây rồi? Chắc em có khoảng tầm 200 cây. 200 cây? Vâng. Lớn quá. Đây, tất cái dàn này của anh nữa. Vâng. Cái hàng này riêng của em đã hơn 100 cây rồi. Vâng, thế còn đây là cây ngọc bút à? Cây này là cây ngọc bút ạ. Ngọc bút cũng của anh à? Vâng. Đấy. Còn cây là mỹ nhung này. Đây à, cây là cam. Cam. Cam gọi là cam chân son. Nghĩa là cam chân son, màu son như kiểu màu son của con gái ấy. Vâng, đây. Gái bông hoa đấy. Lụ ra đây. Vâng. Con này là cam chân vàng. Đấy, rất nhiều loại, có lẽ là chú Đoài quá am hiểu về những cái dòng cây mẫu đơn. Vâng. Thì anh mới bỏ tiền ra anh nạp về đến hàng vài trăm triệu như thế này. Rồi, cảm ơn anh nhá. Thầy xem một cây nhung này đẹp chưa? Cây nhung. Gốc rất là khi tốt. Nào anh phát tín hiệu được phép đưa lên để chia sẻ giao lưu với anh em thì Đỗ Sinh sẽ có hoa để cho bà con ngắm. Gốc rất to, một cây cổ thụ. Rồi. Vâng. Đây là đơn nhung. Đơn nhung đây, nụ đây rất là nhiều đây. Tuyệt nhiều rồi. Lắm, nhiều lắm đây. Nhưng em cắt vừa rồi em cắt em gội em chơi hoa ít thôi để cho nó tròn tán. Ok. Đấy rồi, thế nhá. Vâng, Đỗ Sinh xin dừng cuốn video đây. Những cái hình ảnh mà chúng ta vừa quan sát. Một kho mẫu đơn của chú Đoài rất là phong phú tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.